một lần nọ ở một vùng rừng xanh mát có một cậu bé tên là théo théo không giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác trong làng của mình anh không thích chơi với những đồ chơi bình thường như bút bê hoặc xe đạp thay vào đó théo cảm thấy hạnh phúc và tự do nhất khi ở trong rừng nơi mà anh đã sinh sống từ khi còn nhỏ từ khi còn bé théo đã được nuôi dạy và chăm sóc bởi một bà cụ tốt bụng là một người sống trong rừng bà cụ luôn dạy theo những kỹ năng sống tự nhiên và giúp anh hiểu biết về thế giới xung quanh cô ấy kể cho théo nghe về những cây cỏ loài động vật và nguồn nước trong rừng và théo luôn tò mò và háo hức mỗi khi được nghe những câu chuyện đó thế nhưng không phải lúc nào théo cũng cảm thấy hạnh phúc mỗi khi bước ra khỏi rừng và nhìn thấy cuộc sống xô bồ của làng anh cảm thấy lạc lõng và không thuộc về nơi đó những đứa trẻ khác thường chế giễu anh vì sự khác biệt của mình và théo cảm thấy cô đơn và buồn bã một ngày nọ khi théo đang lang thang trong rừng anh bắt gặp một con cáo đỏ lạ lùng đang bỏ trên một cành cây con cáo đỏ nhìn thấy théo và cười với anh chào bạn con cáo đỏ nói bạn là ai và bạn đến từ đâu tôi là théo cậu bé trả lời tôi sống trong rừng này từ khi còn bé hồ rất vui được gặp bạn théo con cáo đỏ nói tôi là rồng một nhà thám hiểm của rừng tôi đi khắp nơi để tìm kiếm những cuộc phiêu lưu và khám phá théo nhìn rồng với sự kích động bạn có thể dẫn dắt tôi khám phá rừng không anh hỏi chắc chắn rồng đáp nhưng trước tiên hãy dạy tôi một số điều về cuộc sống trong rừng và những điều mà bạn biết théo rất vui khi được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của mình với rồng anh kể về những loài cây và hoa về cách xây dựng lều và làm lửa và về những loài động vật mà anh đã gặp trong suốt thời gian sống trong rừng sau khi nghe xong rồng cười và nói bạn thật là một người bạn tuyệt vời théo bây giờ hãy cùng nhau khám phá rừng và tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới với sự hướng dẫn của rồng théo trải qua những cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất của đời mình họ leo núi băng qua sông và khám phá những hang động bí ẩn théo học được nhiều điều mới mẻ và thú vị từ rồng và anh cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn bao giờ hết dần dần tin đồn về théo và rồng lan truyền khắp rừng mọi người trong làng bắt đầu ngạc nhiên và ngưỡng mộ cậu bé dũng cảm và thám hiểm théo cảm thấy tự hào về những gì mình đã làm và biết rằng anh không còn cảm thấy cô đơn nữa cuối cùng sau một cuộc phiêu lưu đầy thách thức và hứng khởi théo và rồng quyết định trở về làng của théo khi họ đến mọi người trong làng đón tiếp họ với sự kính trọng và sự ngưỡng mộ théo cảm thấy hạnh phúc khi thấy mọi người chào đón anh với sự chân thành và yêu thương từ đó théo không còn cảm thấy lạc lõng nữa anh biết rằng dù có ở trong rừng hay trong làng anh luôn có những người bạn và những người yêu thương mình và dưới sự dẫn dắt của rồng théo tiếp tục có những cuộc phiêu lưu mới mẻ và đầy kích thích khám phá thế giới xung quanh